Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sa Đéc, trong ngày 3 tháng 9 năm 2021, thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới, gồm 23 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 2 ca trong khu vực phong tỏa và 1 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc cộng dồn đến nay là 3.123 ca. Trong ngày 3 tháng 9, thành phố tiến hành phong tỏa thêm 3 điểm và gỡ phong tỏa được thêm 19 điểm. Hiện nay trên địa bàn có tổng cộng 166 điểm phong tỏa với 119 tổ dân cư, 2.251 hộ và 6.186 nhân khẩu. Thành phố cũng đã thiết lập thêm 2 vùng xanh, nâng tổng số vùng xanh đến nay là 296 vùng với 13.869 hộ, 45.888 nhân khẩu. Tính đến 15 giờ ngày 3 tháng 9 đã lấy mẫu gộp 10 xét nghiệm PCR cho 5.895 người tại các khu vực vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ trên địa bàn thành phố theo kế hoạch tầm soát định kỳ của thành phố. Ngoài ra, thành phố đã công bố các số điện thoại đường dây nóng của thành phố và các xã, phường để tiếp nhận và xử lý các phản ánh người dân, doanh nghiệp có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì các tổ, đội xung kích tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có nhu cầu, đồng thời thiết lập và siết chặt chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố, giữa các xã, phường với nhau và bên trong các khu phong tỏa. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trong ngày, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 21 triệu đồng, đồng thời mời làm việc và cho làm cam kết một trường hợp đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.